Em kính chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện các bước bắt đầu sử dụng phần mềm MISA M-Tech. Anh chị thực hiện theo 4 bước sau đây. Bước 1. Cập nhật thông tin người nộp thuế. Bước 2. Thiết lập chữ ký số. Bước 3. Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Bước 4. Đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua Tivan MISA. Bây giờ, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện theo từng bước chi tiết như sau. Khi đăng nhập lần đầu tiên sau khi mua mới phần mềm, chương trình hiển thị như sau, anh chị nhấn bắt đầu sử dụng. Chương trình tự động lấy lên thông tin người nộp thuế theo thông tin anh chị đã khai báo khi đặt mua phần mềm. Anh chị kiểm tra lại các thông tin này, nếu các thông tin đã chính xác, anh chị nhấn tiếp theo. Chương trình tự động lấy lên thông tin email, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật. Kiểm tra lại các thông tin, nếu các thông tin đã chính xác, anh chị nhấn tiếp theo. Bước 2. Thiết lập ký số. Để phục vụ việc ký số lên các tờ khai, anh chị cần cài đặt công cụ MISA KISO, đồng thời cắm USB token của đơn vị vào máy tính. Anh chị nhấn tải về MISA KISO và thực hiện cài đặt. Bước 3. Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Anh chị đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng phần mềm, nhấn đồng ý. Anh chị vui lòng chọn hình thức sử dụng dịch vụ thuế điện tử trước khi sử dụng MISA M-Tech hoặc chưa từng sử dụng. Anh chị lưu ý giúp em, theo quy định, đơn vị được phép kê khai và nộp thuế điện tử ở hai cổng khác nhau. Ví dụ, kê khai thuế ở cổng Tivan của MISA, nộp thuế ở cổng thuế điện tử của cơ quan thuế, nhưng không được phép kê khai hoặc nộp thuế cùng lúc ở hai cổng khác nhau. Ví dụ, vừa kê khai ở cổng Tivan của MISA, vừa kê khai ở cổng Tivan của một nhà cung cấp khác. Nếu muốn sử dụng dịch vụ kê khai thuế hoặc nộp thuế của MISA thì phải đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ của đơn vị khác rồi mới tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ của MISA. Nếu anh chị chưa từng sử dụng dịch vụ thuế điện tử nào thì anh chị nhấn vào đây. Tiếp theo, anh chị nhấn đăng ký ngay. Bước 4. Đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua Tivan MISA. Anh chị chọn dịch vụ Tivan MISA muốn đăng ký sử dụng. Ở video này, em sẽ hướng dẫn anh chị đăng ký cả dịch vụ khai thuế và nộp thuế. Anh chị tích chọn cả hai dịch vụ và nhấn tiếp tục. Tiếp theo, anh chị cắm USB vào máy tính, sau đó nhấn chọn chứng thư số để chọn chứng thư số sử dụng. Tiếp theo, anh chị đăng ký ngân hàng nộp thuế điện tử. Ngân hàng nộp thuế là ngân hàng được người nộp thuế sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng đó để chuyển tiền nộp thuế vào tài khoản kho bạc nhà nước. Sau đó, anh chị đăng ký thông tin liên hệ. Anh chị lưu ý giúp em, bắt buộc phải đăng ký thông tin liên hệ chính. Thông tin liên hệ bổ sung là thông tin đăng ký thêm để nhận thông báo từ cơ quan thuế, không bắt buộc và không giới hạn số lượng đăng ký. Cơ quan thuế sẽ gửi các thông báo cho đơn vị, đồng thời qua thông tin liên hệ chính và thông tin liên hệ bổ sung nếu có. Sau đó, anh chị nhấn tiếp tục. Chương trình hiển thị thông tin tờ khai đăng ký dịch vụ. Anh chị kiểm tra lại các thông tin trên tờ khai, sau đó nhấn ký và gửi. Sau khi nộp tờ khai thành công, anh chị cần theo dõi kết quả đăng ký với cơ quan thuế và ngân hàng. Theo dõi kết quả đăng ký dịch vụ với Tổng cục Thuế. Nếu tờ khai không được Tổng cục Thuế chấp nhận, người nộp thuế sẽ nhận được email thông báo trong vòng 15 phút sau khi nộp tờ khai. Nếu tờ khai được Tổng cục Thuế chấp nhận, thì người nộp thuế phải đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng. Anh chị vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch của ngân hàng muốn đăng ký dịch vụ nộp thuế để được hướng dẫn thực hiện. Theo dõi kết quả đăng ký dịch vụ với ngân hàng, người nộp thuế sẽ nhận email thông báo kết quả đăng ký thành công hoặc thất bại ngay sau khi thực hiện đăng ký dịch vụ với ngân hàng. Nếu đăng ký thành công, thì người nộp thuế có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trên phần mềm. Anh chị lưu ý giúp em, ngoài theo dõi qua email, anh chị có thể truy cập vào dịch vụ Tivan MISA, mục Lịch sử đăng ký dịch vụ để kiểm tra lại kết quả đăng ký. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị thực hiện xong các bước bắt đầu sử dụng phần mềm MISA M-Tech. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi và chúc anh chị thực hiện thành công.